Kính chào tất cả quý vị, tôi tên là Nga Lê. Hôm nay tôi được dịp để mà phỏng vấn thầy Gyaltsen, thầy phòng từ Nalanda Monastery ở bên Pháp. Dạ, xin thầy, please. Hello, my name is Gyaltsen. Dạ, kính chào quý vị, tôi là Gyaltsen. I'm from Nalanda Monastery in France. Tôi từ chùa Nalanda ở bên Pháp. This is a monastery with about 30 monks nowadays. Đây là một ngôi chùa có tất cả khoảng 13 vị sư. And we came to America because Lama Zoprian Poche, our master, advised us to make a tour in America to talk about our project. Và chúng tôi nghe lời của đây là chúng tôi vâng lời của các thầy của chúng tôi là các thầy Rinpoche để mà tới Mỹ. Dear thầy, the reason you come here is to what would you do when you come here? What's the purpose of your visiting America, your tour this time? Đây là cái lý do của thầy đến Mỹ để làm gì? So next to Nalanda Monastery, there's a new property that came to the market, and they would like to sell to the monastery their property. So we check with Lama Zoprian Poche, and we say that it would be very beneficial to acquire it. Thầy ngôi chùa là ở bên Pháp, ở Toulouse, thì kế bên ngôi chùa đó có một cái ngôi nhà lớn và đang sắp bán. Thành ra khi thầy hỏi về ý kiến của Ngài Rinpoche thì nói là nên mua chỗ đó để mà phát triển có chỗ cho các Phật tử ở khắp nơi trên thế giới đến được tu tập. So this is a place that could be very beneficial to do a retreat, meditation retreat. Vì thầy thấy rằng cái nơi đây là một địa điểm rất là tốt để mà được các sư cũng như là các vị Phật tử đến đây tu tập. Và chúng tôi cần và các thầy cần có những cái về vấn đề tài chính để được sự giúp đỡ. I would say that the reason that she would like to come here because we need support from the community here in America. Yes. Yes, it's true. To acquire the property, we are asked around $1,300,000. And so far, we managed to raise around $800,000. Lý do đó là tại vì cái địa điểm đó, đó là 1,300,000 dollars or euro. Tiền của Mỹ. Thì từ đó tới giờ thì các vị đã được sự ủng hộ là khoảng 800,000 trên. Và chỉ còn một cái số tiền còn lại. So we hope this tour will help to promote our project. And maybe to find some sponsor, some support to help us to acquire this property. Dạ, với cái mục đích như vậy, các thầy và các vị tu tập ở chùa Toulouse của chùa Nalanda cần được các vị giúp đỡ để có thể hy vọng rằng sẽ hoàn tất được cái chương trình này. But at the same time, it's also an occasion to present what we are doing in Nalanda Monastery. Và cũng là đồng thời cũng là được dịp để mà phát triển cái chương trình tu học tại chùa Nalanda. Because Nalanda Monastery nowadays is probably the biggest monastery for Western monks in the West. Và chùa Nalanda có thể là một ngôi chùa lớn nhất của các vị được tu tập Phật pháp ở miền Tây. We have 30 monks now living there on a stable base. Hiện tại thì có là 13 vị đang được vị thầy các vị thầy đang ở chùa Nalanda. And also we do a study program, a full-time study program. Và ở chùa có những cái chương trình tu học là có hai chương trình, một là chương trình căn bản, hai là chương trình hậu đại học. Some monks now have studied for more than 12 years the full-time study program. Có một số các vị sư tu tập tại đây phải cần đến khoảng 12 năm để mà hoàn tất chương trình tu học. So naturally some will go into retreat to integrate the teaching through the meditation. Và như vậy cái chương trình này sẽ rất là cần về vấn đề để mà tu tập Phật pháp
để mà hoàn thành cái chương trình, nhất là vấn đề thiền. So that's why this new property will be very beneficial for the monastery. Đó là lý do mà cái địa điểm mới này rất là cần thiết để cho dành cho sự tu tập Phật pháp như thế. It will also provide opportunity for lay students, lay practitioners to come to the retreat. Và cái chương trình này cũng rất là tốt cho những vị Phật tử muốn đến để tu tập và những người mà được thiện nguyện đến để tu tập. And they will be able to be guided by monks who have studied for a long time and who have practiced and who have therefore very good experience to share. Và cái chương trình này đó là được hướng dẫn bởi các vị sư rất là nhiều kinh nghiệm và những vị cao tăng rất là tốt. So that would be also a base for Nalanda to have more and more qualified Westerner teacher. Và như thế, mới là một cách để mà có những vị cao tăng rất là nhiều kinh nghiệm để dạy dỗ cho và để chỉ dẫn cho các vị đến vị sư đến tu tập ở miền Tây. Monks who will be learned and also experienced in meditation. Các vị sư sẽ có được thời gian nhiều hơn để mà thực tập thiền. So this would be a base to preserve the Dharma in the West in the complete manner. Và có thể đây là một cái địa điểm để mà làm địa điểm và căn bản để cho các vị được tu tập Phật pháp ở miền Tây. So this is why we are here to talk about our projects and hopefully to find some support if some people see some benefit of our project for the Dharma and for others, for sentient beings. Đó cũng là lý do chúng tôi đến đây với hy vọng rằng cái chương trình này được hoàn hảo, được hoàn tất trong một thời gian gần đây và để tạo cơ hội cho tất cả những vị sư cũng như những người tu tập Phật pháp toàn trên thế giới được có cơ hội đến để thực tập một nơi được yên tĩnh và toàn hảo như thế. Thank you, Thầy, very much for the information and I would like to express my gratitude for you as one of the Buddha's children trying to expand the Buddhism not only in Europe but also from all over the world. Thank you. Cũng tôi cũng nói xin gửi lời cảm ơn Thầy đã là một trong những người con của Phật đã phát triển đạo Phật không những ở Âu Châu mà còn cả khắp thế giới. Thank you very much. Yeah, thầy nói cảm ơn rất we are very happy also to have made contact with the Vietnamese community since we are in California. Và thầy rất là vui khi được cái dịp để liên lạc và được kết nối với lại cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ và cũng như trên thế giới. We are very moved by their compassion, sympathy and devotion to the Dharma. Chúng tôi cũng rất là cảm động khi thấy là các vị Phật tử ở đây rất là tử tế, có nhiều cái tình cảm và cũng có nhiều cái lòng nhân đạo và cái sự tu tập đối với Phật pháp. So it's also very encouraging for us to find even more strength in what we are doing. Rất là một niềm khích lệ rất là lớn để chúng tôi có thể trên con đường tu tập Phật pháp cùng với quý vị. So thank you very much to all the Vietnamese community of San Jose. Xin cảm ơn và xin cảm ơn một lần nữa cho tất cả cộng đồng ở San Jose. Cộng đồng người Việt Nam của mình ở San Jose. Thank you. Thank you very much.